Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ về bất động sản ở Việt Nam. Thì ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương, và sau lưng của mình đang là một cái căn nhà gồm có là một trệt và hai lầu. Thì cái căn nhà đang ở phía đằng sau Tuấn Dương này, nếu như ngoài Bắc thì họ gọi là nhà ba tầng, nhưng mà ở miền Nam này thì họ gọi là nhà một trệt và hai lầu. Thì gia chủ đang cần bán cái căn nhà này, thì hôm nay Tuấn Dương sẽ tới quay cụ thể chi tiết để giới thiệu tới quý cô chú anh chị và các bạn. Căn nhà của chúng ta có diện tích đất là 90 m², gia chủ xây với kết cấu một trệt hai lầu, tọa lạc tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, và mức giá bán là 3,3 tỷ, có thương lượng nhẹ. Thì căn nhà của chúng ta là căn nhà hai mặt hẻm nhé các bạn. Đây là một cái hẻm 1045 của đường Lê Hồng Phong. Cái mặt tiền của nó khá là rộng, mặt tiền rất là rộng và dài. Đây là cái mặt tiền phía trước, và bên hông nữa các bạn thì cũng có cái mặt hẻm ở bên hông đây các bạn. Chính vì hẻm bên hông nó nên là chúng ta mở cửa sổ rất là thoải mái nha các bạn. Đó. Đó. Mình có thể mở được cửa sổ ở bên hông nữa nên là nó rất là thoáng và mát. Đây cô chú anh chị nhìn này, bên hông mình mở cửa sổ rất là thoáng. Ở xung quanh này thì nhà cũng xây lên cũng san sát. Hẻm này thì xe hơi ra vô thoải mái. Nếu mình đi sâu vào một chút nữa các bạn thì ở bên trong này đó cũng có khá là nhiều những cái căn nhà. Đây, đi sâu vô trong này các bạn này. Bên đây thì khu này cũng có những cái chỗ để mình để xe hơi. Rồi bên này thì cũng có những cái căn biệt thự này các bạn này. Đó, người ta xây cái biệt thự thì ở phía dưới là người ta để xe. Đó, khu này thì dân trí cao. Và khu này ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhé, nằm trên một cái con hẻm của đường Lê Hồng Phong. Đó, xung quanh này các bạn nhìn thấy thì nhà cửa các thứ là xây dựng kiên cố và xây dạng như là biệt thự sân vườn luôn. Đây, căn nhà thì có hai mặt hẻm nhé các bạn. Hẻm trước nói chung là xe hơi, hai xe hơi tránh nhau được. Ở bên hông này thì cũng có hẻm này xe tải ra vô được. Và khi mà mua cái căn này các bạn thì xe hơi của chúng ta có thể để được ở trong nhà. Bên này thì gia chủ có làm một cái cửa cuốn cũng rất là rộng. Cái cửa cuốn này dài tới khoảng 7 m cơ nhé, cửa cuốn. Đấy, và ngày xưa đó là đây là làm văn phòng công ty đó. Và bước vào trong thì các bạn là thấy có một cái khoảng sân rất là rộng. Cửa ở đây thì là cửa sắt này, cửa sắt rất là chắc chắn nhé, cửa sắt rất là chắc chắn, và có cửa sổ nhìn ra ngoài rất là thoáng. Phía bên trong này xe hơi 7 chỗ, 5 chỗ hay là 16 chỗ, hoặc là xe bán tải là đậu thoải con gà mái luôn nhé. Các bạn nhìn thấy phía dưới này này, rất là rộng, xe hơi mình có thể ngủ trong nhà luôn. Và phía trên đấy thì làm một cái hệ thống dòng dọc. Hệ thống dòng dọc là mình có thể kéo những cái cửa này ra ngoài. Xin lỗi, kéo những cái tấm kính này, tấm meca này ra. Đây mình sẽ kéo thử cho các bạn coi nhé. Đây này, mình sẽ có dây này mình kéo này. Đó, thì khi mình kéo này là cái mái này, cái phần mái này nó chạy qua bên kia thì nó sẽ rất là thoáng. Mình có thể lấy không khí, lấy ánh sáng, lấy gió từ ngoài vô nhé. Đó, rất là thoáng. Đó. Và cửa đây thì là cửa kính cường lực nhôm Sinfa. Đó. Thì khi bước vào đây thì cô bác anh chị chúng ta sẽ thấy là phía dưới là một cái phòng khách. Đây, không gian ở phía bên dưới này các bạn này. Thì phía bên dưới này là không gian của một phòng khách. Có
bộ bàn ghế này, ghế mây, rồi bộ bàn ăn. Thì ở dưới này đó là gia chủ thiết kế là không gian bếp. Cô bác anh chị có thể thấy là đây là cái khu rửa này. Đó, rồi khu rửa này, khu bếp này, có sẵn bếp từ cho chúng ta rồi, tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Tủ bếp trên đây các bạn này, gỗ An Cường. Đó. Rồi ở dưới thì đã có bếp từ rồi. Bếp từ, rồi ở phía dưới là tủ bếp dưới. Có nhìn cách điệu bằng những cái mây che đan. Nhìn rất là đẹp nhé. Trên là tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đó. Rồi tủ ở bên hông. Ở đây thì có một bộ bàn ăn. Có một bộ bàn ăn 5 ghế. Đi vào phía bên tay trái thì có một toilet. Toilet ở đây thì cũng có là lavabo này, vòi tắm hoa sen này, rồi có gương đó. Rồi ở đây thì cũng có cái cửa sổ mở ra bên ngoài đó. Nhìn rất là thoáng nhé. Từ cái khúc gara vào đó các bạn, thì ở đây có thêm một cái cửa nữa để cho chúng ta đi từ bên ngoài vô. Rồi đi lên trên tầng. Đó, toàn bộ là tầng trệt nhé. Đi lên trên tầng thì chúng ta đi lên cầu thang, thì mặt cầu thang được ốp đá hoa cương. Bên hông là kính cường lực, tay vịn là bằng sắt. Đó, chúng ta đi lên cầu thang. Cầu do gia chủ là muốn là trọn vẹn cái mặt tiền quay về phía trước mặt đó, nên là để cầu thang ở bên góc nhà. Thì lên trên lầu 1 ở đây ấy, thì ở đây chúng ta có một cái không gian này là không gian khách, giống như một cái phòng khách thứ hai đó. Trên này thì vẽ tranh này, một cái bàn ở đây, rồi mình nhìn ra cửa sổ bên ngoài đấy các bạn. Đó, cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đó. Đó. Bên ngoài này các bạn là đấy, ban công nhé. Ở đây thì hai xe hơi có thể tránh nhau được. Đây các bạn nhìn này, đó, xe bán tải luôn. Ngoài này thì ban công cũng rất là rộng. Ban công này thì cỡ khoảng 1 mét nhé các bạn. Đó. Đó, xe bán tải đi phía dưới đó các bạn. Đấy, cái ban công toàn bộ phía đây là mặt tiền. Mặt tiền thì chúng ta chỉ đi một chút xíu thôi là ra con đường Lê Hồng Phong rồi. Căn nhà của chúng ta đó nằm cách mặt tiền của đường Lê Hồng Phong chỉ khoảng là 100 mét nha các bạn. Thì đây là mặt tiền của con đường Lê Hồng Phong. Đó. Và hẻm để đi vô nhà đây các bạn. Hẻm này thì là theo quy định là hẻm xe tải 2 tấn rưỡi và xe hơi ra vô thoải mái, xe 16 chỗ xe tải đi vô thoải mái. Chỉ cách mặt tiền này khoảng 100 mét thôi nha các bạn. Và căn nhà này nằm trên đường Lê Hồng Phong, khu 5, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đó, đường thì các bạn nhìn thấy rất là rộng. Từ ngoài đường lớn này, mình đi vô trong thì cỡ khoảng 100 mét thôi. Xe hơi thì ra vô thoải mái luôn. Xe hơi ngủ trong nhà. Rồi thì tiếp theo ở trên này đó có một cái phòng ngủ lớn là phòng ngủ master. Thì ở phòng này đó các bạn cũng có một cái vệ sinh ở trong đây. Đây vệ sinh, rồi buồng tắm đứng này. Đó. Vệ sinh, buồng tắm đứng. Vòi tắm hoa sen này. Đó. Rồi dưới này thì cũng có bồn cầu. Đó. Nhìn rất là đẹp nhé.
Chúng ta đi ra ngoài thì ở ngoài này về nội thất thì cũng có những cái tủ, cái bàn trang điểm này, rồi có sẵn cái giường cho chúng ta này, hệ thống đây là tủ quần áo này, tủ quần áo này, rồi cái bàn trang điểm đây, đó, chúng ta mở ra thì bên trong có cái gương để đồ trang điểm trong này. Đó, phòng ngủ này cũng khá là rộng. Ở trên kia thì cũng có sẵn cái đường chờ máy lạnh rồi nha các bạn. Đèn thì được bố trí đèn âm tường, âm trần. Đây là tầng 2, bây giờ đi lên tầng 3 các bạn. Trên tầng 3 đây thì trên này thì có hai phòng ngủ. Lên trên tầng 3 đó các bạn, thì bên tay trái, bước vào bên tay trái thì đây có một phòng ngủ, cũng có sẵn đường chờ máy lạnh nhé các bạn. Đó. Cửa sổ thì rất là thoáng, đây cửa sổ mở bên hông này. Rồi đây thì có toilet, toilet này thì cũng có lavabo, có chậu rửa, bồn cầu. Rồi có vòi tắm đứng hoa sen. Rồi trong này thì còn một cái phòng ngủ nữa. Cửa các bạn là cửa gỗ. Đó. Nhìn rất là chắc chắn nhé. Trong này thì cũng có đi sẵn cái đường chờ máy lạnh rồi nhé các bạn. Đấy, và phía ngoài này ban công cũng rất là rộng. Đây, nguyên cái ban công rất là rộng. Ở đây thì ngay góc thì gia chủ cũng có làm một cái thang để chúng ta đi lên trên mái này. Để mình sẽ đi lên trên, mình quay cho cô chú anh chị chúng ta coi. Đây, lên trên thì trên này các bạn là gia chủ cũng có làm cho chúng ta một cái máy nước nóng làm bằng năng lượng mặt trời nhá. Đó, rồi có bồn nước này. Ở trên này thì chúng ta có thể leo lên đây để mình trồng cây. Đó. Mình trồng cây. Đây, xung quanh đây các bạn nhìn rất là rộng. Đó. Bên kia thì cũng các cái tòa nhà cao tầng. Đó. Rồi còn hồi nãy đây các bạn này, cũng người ta cũng xây biệt thự này. Rất đẹp nhé. Lên trên này thì mình có thể trồng cây. Đó. Xung quanh chúng ta là nhà cao tầng hết nhé. Đó. Rất là mát mẻ. Thì bây giờ mình sẽ trò chuyện với anh chủ để cung cấp thêm cho quý cô chú anh chị những cái thông tin về cái bất động sản này. Cô chú anh chị mà nào mà thấy mình có nhu cầu muốn sở hữu cái bất động sản này thì hãy tiếp tục theo dõi phần trò chuyện của Tuấn Dương với chủ nhà. Thì, thưa các cô bác anh chị, đây là cái sổ của căn nhà. Thì Tuấn Dương do nó rất là nhỏ nên là mình sẽ phóng lớn lên cho quý cô chú anh chị chúng ta cùng coi. Thì đây là cái sổ căn nhà thưa các bạn. Thì hiện trạng ấy, là phía mặt trước của nó đó là hẻm bê tông là 5m8 nhé các bạn. Một chiều 5m8, một chiều 4m. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì phía bên tay trái này các bạn là có một cái mảnh đất này thì cũng diện tích cũng
tương đương, diện tích của cái căn phía trước này, có cái mảnh đất này là một chiều 6m, một chiều 10m là 60m. Tuy nhiên thì cái phần đất ở phía trước nhà mình đó, là có trừ lộ giới để mở rộng cái hẻm, tức là mở rộng về phía bên kia thôi chứ không mở rộng về phía bên này. Thì mở rộng về phía bên này, và trước đây thì ta mua cũng đã là 2 tỷ rưỡi rồi, và do là có lộ giới nên là gia chủ người ta không có để đó, người ta không có xây. Thế còn cái căn nhà của mình đấy các bạn, thì cái mặt tiền này là 12m20. Đó, 12 một cạnh là 12m35 và một cạnh là 12m20. Còn cái bên hông này đó, thì cái phần tiếp giáp cái hẻm này nè các bạn ạ. Đấy, phần tiếp giáp cái hẻm bên hông này đó thì có cái chiều dài là 8m20. 8m20, và trên sổ thì ghi là hẻm bê tông là rộng 4m, nhưng mà thực tế là nó đang rộng hơn 4m nha các bạn. Và còn cái cạnh còn lại thì cạnh bên kia kìa là 6m56. Tổng diện tích đất của chúng ta trên sổ là 90m2. Đây mình sẽ mở đến cái khúc đó. Đây. Thửa đất số 217, tờ bản đồ số 57, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, diện tích là 90m2. Và hình thức sử dụng là sử dụng riêng đất ở tại đô thị, và thời hạn sử dụng là lâu dài. Đấy, toàn bộ là 90m của chúng ta là thổ cư hết. Đó, thì đây là toàn bộ cái thông tin về cái căn bất động sản này. Và hiện nay thì gia chủ đang mong muốn với cái mức giá bán là 3 tỷ 300 triệu, có thương lượng nhẹ, bớt lộc chút xíu. Nhà này thì được xây dựng từ năm 2018 và xây dựng rất là kiên cố nha các bạn. Trước đây thì ý định là để làm văn phòng. Thì do là bây giờ anh chủ đang rất là cần tiền nên anh chủ bán rẻ. Đó, bán lỗ luôn đó. Đó. Thì cô ba anh chị quan tâm đến cái bất động sản này thì hãy liên lạc với Tuấn Dương, và có người sẽ dẫn quý cô chú anh chị đi coi nhà. Nếu mà cô chú anh chị ưng thì mình sẽ gặp trực tiếp với chính chủ để thương lượng.